Em biết cách đối các với câu ghép bằng quan hệ từ để cho chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần 1, phần nhận xét. Thì em mời bạn đọc phần nhận xét 1, sách giáo khoa trang 21. Thì em mời Ly nào. Thank you.
yêu cầu phẩm chất xét một cho là ghi trên bảng cũ. Yêu cầu một thì là phẩm chất xét một yêu cầu làm gì đây Tuấn? Tìm câu ghép trong bản tích sau đúng không? Trong một số. Ở dưới lớp em nhìn thấy không? Có. Trước khi chúng ta thực hiện yêu cầu này, dám mời bạn đọc thêm bản. Lần nữa. Dám mời bạn ghi đi. Trong một số.
Thứ hai đồng chí cảm ơn Ivanov là chủ nữ,
ngồi vào ghế cắt tóc, chuẩn bị ngữ cho em thế đúng chưa? Nào, thích ngồi xuống. Các bạn có bạn làm việc khác không? Việc hai là nói các bạn vừa tìm chủ ngữ thì có bạn làm việc khác không? Đô. Thứ hai là em lưu ý định giáo đây là đồng chí cảm ơn Vi Văn Út. Đồng chí đây chúng ta là chủ gì? Chủ ngữ. Và cảm ơn Vi Văn Út và ngồi vào ghế. Là vị gì đây? Chúng ta phải lưu ý. Chúng ta xác định được các vế câu, các vế câu trong câu ghép. Thì là các em tìm được 3 câu ghép ở trong 7 câu này. Đúng không? Có 7 câu em tìm được 3 câu ghép. Thì em đã xác định được từng vế câu ghép, thì em đã rõ rồi. Bây giờ thầy đang hỏi em này. Vậy trong 3 câu ghép này thì các vế câu ghép được nối với nhau như thế nào? Trong 3 câu ghép này, câu thứ nhất thì các vế câu được nối với nhau như thế nào? Chúng ta đã được học rồi. Thì em mời bạn nào đến nào. Câu ghép sẽ được nối với nhau như thế nào? Yeah.
Yeah.
lên đầu bài lên bảng phụ và máy chiếu để ta xác định nó dễ hơn. Đấy, nhưng mà bảng phụ chúng ta đấy là nó ít, ta xác định được bảng tập. Bây giờ biết thời gian làm việc mời bạn là bạn nêu kết quả bài tập một. Đó mời các bạn là bạn xem nghe bạn đó. Câu tập qua này thì đây là nếu thì như các bạn bảo nó nói bạn rồi, thế là đại diện nó các bạn đại diện nhưng mà trả lời nó hỏi như chưa. Trước hết là yêu cầu là gì em? Xác định câu viết đúng không? Trong đoạn văn dưới đây, đoạn văn này ra có mấy câu em? À, đoạn văn có hai câu. Câu nào là câu ghép? Câu 1 hay câu 2, đúng không? Để ta thực hiện yêu cầu thứ nhất trước. Nào, để áo ngoài bạn là thiếu thư nào. Thank you.
em không yêu cầu em phải giải thích vì sao mình được bổ như vậy. Để có những bạn nào giỏi thì người ta giải thích được cũng là tốt, đúng không? Không yêu cầu thì em phải giải thích, đúng chưa? Và bạn đọc bản văn này, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục lại, gì đây em? Khôi phục lại những cái từ được bổ ở dấu va chấm trong bảng thơ đó bằng từ này, đúng không? Đã mời bạn Yến nào đọc bản trích. Thần phi cử vũ tán đường và em khôi phục bằng quan hệ từ nào? Câu hỏi thứ nhất thì đáng mời bạn Quang ạ. Thì bạn ấy đưa từ thì vào quan hệ từ thì để có cặp quan hệ từ nếu thì nào, mời bạn Hà em nhất trí không? Em có thể thay thế quan hệ từ khác không? Thay thế từ nào? Có thể thôi, khôi phục từ khác nếu ngoài từ thì là còn nếu không? Đi. À, hệ thì đúng rồi mà lớn à, đúng rồi, chúng ta Ly có thể khôi phục bằng từ ngoài từ nếu ra mà bạn Ly có thể thêm quan hệ từ gì từ hệ thì đúng rồi, cả lớp cho Ly trả lời lại. Chúng ta có nhiều từ để khôi phục và cái câu em của bạn đúng không, có thể nếu thì hoặc là thế thì được. Nhưng mà trong tùy từ quan cảnh đúng không, em sẽ dùng quan hệ từ nó phù hợp hơn, nó hay hơn thì ta sẽ sử dụng cặp quan hệ từ đó đúng không. Còn trong cái đoạn này nếu thái họ hỏi người hồng anh giỏi thì phần sinh tử tán đường hay hơn cái từ thế đúng không. Tiếp còn thái họ hỏi người tài ba giúp nước chấm 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 thần xin cử Trần Trung Tá. Câu hai này em sẽ khôi phục từ nào? Trong cái chấm không? Dám bằng nước nào? Nước sang ngoài. Gì? Em đọc cả cái câu lên rồi. Em đọc vế thứ nhất và vế thứ hai cả đi. Còn thái hậu hỏi người tài ba giúp nước thì cần xin cử Trần Trung Tá. Tức là bạn đứt thêm từ quan hệ từ thì và đối tượng phía trước và phía sau đúng không? Thứ một, thứ hai. Có nào tiếp theo không? Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước thì thần xin cử Trần Trung Tá. Câu này từ này ta có thể thay thế khôi phục từ khác không nhỉ? Không. Không, đúng không? Câu này thì chúng ta có thể thay thế bằng từ thì. Rồi nào nhất trí với em. Vậy thì ở câu này đi được bỏ giải thích vì sao tác giả lại được các từ đó, đúng không? Cảm ơn Trung Nghĩ nhé, đúng không? Vì ở đây tác giả em ạ, nào nói thêm cái này thôi, đúng không?
Nếu câu này Thái họ hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử vũ tán lược. Câu này vẫn là thành câu rồi, đúng không? Và tác giả đã lược bỏ một quan hệ từ đó, từ nếu đi, thì câu này vẫn thành câu và đầy đủ, đúng không? Tác giả bỏ như vậy để câu văn nó ngắn gọn hơn kìa, đúng không? Đấy, lược bớt nhưng người nghe vẫn hiểu đầy đủ và vẫn hiểu đúng được cái câu văn đó, đúng không? Đấy, cái câu này mà thì sao tác giả lại lược bỏ như vậy? Phần này chúng ta nửa câu vấn đề nào chưa? Để theo phục vụ được, em sẽ chuyển sang bài tập 3. Em mời bạn đọc cho bài tập 3. Em mời bạn Nam. Bạn lớp tập phần tập 3, chưa bài tập 3 nhé. Tìm quan hệ từ toán nhé, tiếng Việt đúng không? À, thích hợp là mỗi chỗ gì đấy? Chồng. Mời bạn đọc. Tuấn ạ. Đọc cái đề bài không? Quan hệ từ thích hợp thôi, đúng không? Quan hệ từ thích hợp này rất là nhiều rồi, đúng không? Bây giờ bạn nào mà bạn là Thái nào, câu thứ nhất nào. Như vậy là chấm chỉ tương lai còn tám khi người đến lúc ác. Bạn Thái điền từ con nào? Em đã đúng chưa? Đáp vào Hoàng à? Cấm chăm chỉ hiện nay nhưng cám thì người đến lúc tập ác. Từ con và từ nhưng nào, mà bạn tức là các con trẻ trong nhà. Em chăm chỉ như là ngoài 8 thì rồi thì mà, đúng không? À rồi, cái ba bạn thì ba từ khác nhau, đúng không? Có bạn nào viết khác không? Từ còn rồi, từ mà rồi. Tấm chăm chỉ hiện lành và 8 thì rồi biến các từ ba được không? Có, đúng không? Rồi vậy thì chọn từ nào nó hay hơn, hợp hơn bạn này, đúng không? Tấm chăm chỉ hiện lành còn cảm thì điều những gặp ý bạn không biết là điều từ gì đây từ con chưa không em đúng không? Tiếp B nào, giá mời bạn Linh. Nhưng quang ở đây chứ cái gì nào? Ông đã nhiều lần can gián mà vua không nghe. Có bạn nào từ khác không? Bạn đã điền từ nào rồi? Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe, mà vua không nghe. Nhưng từ mà. Còn từ nào khác kìa? Nào biết không? Biết rồi, cái gì nào? Tiếp đi xe nào. Em. Dạ mời bạn Thái nào. Bạn đến nhà mình. Mình đến nhà bạn. Bạn đến nhà mình. Em. Rồi, em được rồi. Em mời bạn Hải nào. Em không thì em. Hay. Mình đến nhà bạn. Hay bạn đến nhà mình.
Được rồi. Chuyến nào? Gracias.